Công nghệ đúng rồi. Đang nói chuyện về mấy cái đúng iPhone. kiểu đậm đúng gãi đúng chỗ được chưa? Gãi đúng chỗ ngứa. Rồi, Khang Minh xin kính chào mọi người. Bây giờ là test âm SR4735X. Cũng là buổi tối rồi. Đây mọi người nhìn này. 8 giờ tối chủ nhật ngày mùng 6 tháng 12. Tiếp theo những cái cặp loa đẹp xuất sắc mà Khang Minh cung cấp đi cho một em ở trên Bắc Linh. Thì em khách hàng ít tuổi thôi nhưng mà em rất đam mê đồ và cũng xem kênh của Khang Minh khá nhiều. Và em không có nhu cầu quay mặt, Khang Minh quay bên dưới thôi, mọi người thông cảm. Và test âm một cái ca khúc mà ca sĩ Cát Linh hát với ban nhạc của bên MMG, bên âm nhạc và đời sống bên hải ngoại bên Mỹ, rất là hay. Và sau đây là bài kế tiếp là Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu của nhạc sĩ trực tiếp hát live với lại ban nhạc đánh này, hòa âm là Trúc Sinh này, rồi thì Tuấn Kiệt guitar rồi đó. Thank you.
bằng lòng lên, bằng lòng lên. Bằng lòng. Nhiều quá. Em thấy hay không? Mấy chân nghèo mà. Ai cũng bằng lòng đó. Người ta hát và người ta giao lưu, người ta nói chuyện rất là hay. Và nói chung là không thể hay hơn. Tại sao Khang Minh quay video mà lại không quay vào loa, mà Khang Minh lại quay cái ban nhạc và ca sĩ Cát Linh hát? Bởi vì nó thu hút quý anh em xem. Chúng ta xem ban nhạc người ta đánh, người ta thể hiện, nó rất là cuốn hút người xem. Chứ còn hát live như thế này thì nó là một cái âm thanh mà nó chưa hoàn thiện. Nếu mà nghe thẳng thì có thể nó mọi người sẽ cảm thấy nó hơi khô, hơi cộc. Bởi vì đây là âm thanh người ta hát live trực tiếp, nó chưa hoàn thiện, cho nên là quay như thế này mọi người xem nó sẽ hấp dẫn và thú vị hơn. Đó, toàn những hàng đầu bên Asia, bên Mỹ. Và bây giờ cái những anh em nghệ sĩ, nhạc sĩ lớn này người ta tách ra với lại vợ chồng của Hoàng Thục Linh, là một cái kênh nói chung là rất là đặc sắc về âm nhạc bên bên hải ngoại. Chia sẻ thêm cho em. Và em khách hàng cũng rất thích những cái kiểu âm nhạc như thế này. Và hôm nay rất tình cờ là hai anh em lại chia sẻ với nhau nhiều cái thứ về âm nhạc, về đời sống, và lại được cung cấp cho em cặp loa nữa. Rồi, qua hình ảnh video anh xin bắt tay em một cái. Rồi, cảm ơn anh nhé. Các bạn mà muốn sắm loa tốt, loa zin thì đến với anh Khang Minh nhá. Rồi, rất cảm ơn em. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Bye bye. Rồi, ok. Rồi, đó, một em trẻ tuổi và em làm bên hành chính bên ngoài và cũng không có nhu cầu quay mặt. Khang Minh quay như vậy thôi. Các bác và quý anh em hết sức thông cảm nhá. Bây giờ Khang Minh xin tạm dừng video để chuyển loa lên xe cho em. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại những video kế tiếp. Rồi, bắt đầu soi. Bắt đầu soi. Rồi, sao nó sáng thế này? SR4735X kìa. Đây nhá. Quay để đây để JBL SR4735X cuộn trở tụ vàng ươm luôn. Rồi, anh dán đi. Cho một cái tem ở cái phân tần. Sau đó sẽ soi đến bát, nhện, côn, phân tần, rồi thì chép này, chung này. Thôi anh dí qua thôi được không? Dí cái miết tay chặt một cái là xong, là chết keo. Đây, nào đặt xuống đây. Đó. Đấy, cái góc quay này là mọi người thấy áp phê này. Khe từ sắt xi. Sáng choang luôn. Nào xem cái ấy đi. Cái CG đâu? 2226 HBL này. 8 ohm từ 22 côn 100. Đó, CG mảng này. Sáng gọi là như là như mới luôn. Rồi, dán tem để lật cái con chung này lên. Nhìn mẹ nhỉ. Phê đen rực. Phê. Ông em khách đang bảo phê, nhìn phê. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi nhấc lên đây. Khui con chung khủng lên, gọi là như cái bombi. Các bác thấy không? Không, anh dán ra cái chỗ khác. Con đấy nó không chắc tem, dán ra con khác. Đây, đây, đây. Đó, chép. Sáng như gương. Được chưa? Dán chung đi. Dán chung đi. Thôi, lại rơi. Đây, đây, để anh nhặt thôi. Bông vẫn còn vàng ươm luôn. Nào. Được chưa? Đây nào. Rồi. Bom bi đấy. Nhìn cái căng đã thích rồi. Nó phẳng tít, không một lếp nhăn. Đó, cho thêm một con tem ở ngoài cái căng.
Rồi chúng ta soi đến cái phân tần nhá. Đây. Sáng choang vàng ươm. Đây góc quay này này. Đây. TBL SR4735X. Nó hơi vướng vướng một chút cái chân, cái chân cái cuộn kia. Đó. À, cho xin con tem đi anh. Nhìn những cái tụ rồi thì nó vàng cháy, cuộn chở cực kỳ đẹp. Nào xem cái bát này. Đây. Đó, quay luôn cho nhanh đỡ mất thời gian. Đây có một cái gì anh để vào đây cái miếng sắt nó bám luôn vào lâm châm này. Đấy cái con dao. Cái này nó hút sắt hút ấy kinh lắm. Nào, từ từ anh. Đây, CG à. Đó, CG màng nhá. Làm tay. À, cho con chung đi. Lật lên luôn để quay, sao tì dặn. Nhân tiện video thì làm nhanh. Sau đó sẽ ghép lại các video nhỏ và thăng minh nha. Đấy, nó để vào. Đây. Đấy, chép này. Làm tem luôn nhá. Anh có giữ được không? Rồi, chiếc loa thứ hai 4735X đã xong, bây giờ đang đóng ốc lại, đóng e căng lại. 300 đến là chiều lại đi. Chứ còn ngày đấy mà đi làm thì thế nó chỉ vất khoảng 2 chiều tối 2 lại đi rồi. Không phải cho tiền. 1k là mấy trăm anh? 300. Nhảy. 1k bung bê. 2-3 tiếng là không, nó phải mất buổi sáng, đi từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Nó là 300.000. 300.000. Không cao nhỉ. Thẳng luôn. 2k là 600. Nhà vợ Doãn, hai vợ chồng đi ngày cứ củ 2. Ngày củ 2. Chả thiết. Nhưng mà 2k thì chỉ có độ 4 tiếng thôi nhỉ. 2k 10 tiếng, trên sáng từ 6 giờ đến 12 giờ lại 1. Nhưng mà không phải lúc nào nó tất bật, chỉ đúng rồi, nó chỉ giúp người ta một tiếng sáng và một tiếng không. Tối là tất bật thôi. Không. Đấy là người ta phải chạy hai đám. Lúc khách đến ấy, lúc khách đến thì chỉ một tiếng khách đến thôi, vất người thôi. Đó, nó phải mấy tiếng, đôi ba tiếng. Dọn hết. Nhưng mà khiếp nhỉ. Cái đội bưng bê công ty đấy mà mình nghĩ nó phải ít đâu. Đội lúc nào nó chạy đám lên tới mấy trăm người cơ. Có những ngày cao điểm nhất Độc Làng Lép lấy khoảng 300 người. Mình nghĩ nó tưởng tượng đội Hương Đức đã lấy 80 mấy người. Thế phải bao nhiêu đám nhỉ? Nó quá nhiều đám, nó đi. Nhưng mà cái giống cũ bàn thì nó lại trùng ngày. Trùng ngày đẹp. Nhật này là thì cực đông luôn. Có khi thứ 2 3 4 5 chảo lắm là. Có ít. Cho nên là nó lên đến mấy trăm người đấy nhỉ. Nó chả gì. Có hôm vừa ông nó bảo nó bưng bê ở chờ độ gần 20 người bưng bê. Mới bảo đây là cảnh chờ tàu chờ xe. Đang chờ xe để chở loa về cho em đây. Tối rồi vẫn phải. Loa to quá không nhét vào xe. Loa to quá không nhét được, không thể nhét được vào những con bốn chỗ này. Nhìn thế này thôi nhưng nó rất là khềnh khàng. 7 chỗ thì vừa. Em đang đợi xe. Đây là đang ngồi trông, trời thì rét. Đang ngồi trông loa đây các bác ạ. Mấy anh em đang chuyện phím tí. Trông loa không rồi mũi nó đốt loa. Nên đường về với anh em cùng bác Linh ở Khang Binh ủng hộ. Nhưng mà mùa này cỗ bàn thì nhiều rồi. Quá nhiều luôn. Liên tục. Nói chung là mai 23 là ít, 24 đến 28 đến mẹ cuối tháng là độ 27 a 28 cuối tháng thì chắc là kín lịch luôn. Nhưng mà nó thường hay trùng vào ngày đẹp anh ạ. Ừ thế thì nó vào ngày đẹp. Ngày đẹp là phải thứ bảy chủ nhật. Mà bây giờ người ta toàn làm vào thứ bảy chủ nhật. Ít khi mà những ngày hành chính bình thường á. Cái con tem này vẫn nguyên bản không anh? Tem này. Tem ấy căng này. Tem ấy căng. Nguyên chưa em? Chị em nói là cái tem này chứ. Nguyên bản hết. Có những cái tem nó không có những cái dòng chữ ở dưới này, chỉ có chữ ZZ bây giờ. Không. Tem 4 số là toàn bộ là phải như thế nào. Có cái loa ấy.
cái tem này à. Cái tem này thì lại lại chia sẻ thêm với em với lại quý khách hàng trên kênh luôn này. Cái chữ SG chữ XCG này có một cái đời nó chữ nó mảnh hơn và có một đời chữ nó tức là to lét hơn. Đấy, cái đời tem này. Còn cái tem này toàn bộ là nguyên bản. Còn tem không nguyên thì nhìn nó khác hẳn. Tem mà kiểu như tem chế mà dán vào thì nhìn nó khác hẳn luôn cái logo và cái màu ấy. Cái màu của tem xịn. Đấy, đặc trưng màu đỏ cam. Tại sao Khang Minh quay những cặp loa JBL thì Khang Minh thường thường quay cái tem? Bởi vì nhìn vào cái tem xịn nó khác hẳn cái tem không xịn. Cái tem mà bị bong đi rồi mà phải lắp những cái tem chế, tem không xịn vào nhìn nó nhợt nhạt, nhìn nó dại lắm, nhìn nó buồn cười lắm. Nói chung là ai mà nhìn quen những cái đồ xịn sò là nhìn là biết từ cái chữ nghĩa, từ cái từng thứ một, nhìn là biết thôi. Tất cả nhìn quen là biết hết. Cái đồ mà cái gì nó là không xịn thì nhìn vào nó sẽ dại. Cái con mắt mình cảm giác tất cả các màu sắc và chữ nghĩa nhìn nó dại lắm. Nâu phết nhỉ? Không sao nhỉ? Nó bảo nó sang ngay mà. Và đây nhà nó ngay bên này em. Nó nhà thằng em thì nó đi ăn cỗ này. Còn nhà thằng anh gọi thì cũng xe năm tạ nhưng nó cách đây độ chưa đến một cây. Từ đây đông xuất thì độ khoảng 500-700 mét. Buổi tối trời rét thì chắc là còn quần áo áo. Nó phi sang giờ mà. Nó lặng chìm mà. Ok. Đóng đi, phát ơi đóng đi. Đứng thì sợ nó đổ. Đặt này cho chắc. Nào. Về nhé. Okay, vâng. Tối rồi, muộn quá. Vâng. Vâng. 9 giờ ở nơi rồi. Đóng ngay nhà bác Phát Đạt. Rồi. Rồi em đóng đây. Đóng ngay cái cửa anh về nhà thờ. Vâng, anh về đi. Về nhà thờ đấy gì? Các ông anh ơi. Mở gì? Mở em số điện thoại cái nếu có cắt đuôi nhau thì gọi được. Ừ đúng không? Cho số em.